Muốn đánh cắp mục tiêu lại sợ chết thì sao? Hãy để viên đạn quay lại. Năm đó kỹ sư quân sự đã làm một ống cong 30 độ trước nòng súng. Thân thể không lộ ra ngoài là vẫn có thể bắn. Xoay góc và nằm xuống đứng cũng vậy. Mục tiêu dựa vào ống nhắm được lắp đặt ở trên. Độ chính xác không cao. Dù sao cũng không có thành tích thực tế gì. Hơn nữa tuổi thọ nòng súng ngắn khủng khiếp. Nhưng đừng lo lắng, viên đạn bị kẹt trong nòng súng. Mibo từng quay chương trình để thử nghiệm. Nòng súng gần như được gấp đôi. Viên đạn vẫn có thể bắn ra và gây chết người. Thật không thể tin được. Đến năm 2003, Lý Quốc và Đại Thánh Giao tiếp tục hoàn thiện hệ thống này để ngụy trang tốt hơn. Họ thậm chí còn có búp bê mèo hóa lê ở mặt trước của súng. Khi nhắm, chỉ cần thò đầu mèo ra khỏi góc. Nếu một ngày nào đó có một con mèo nhìn bạn, rất có thể dây tiếp theo bạn sẽ hẹo. Đứng trên chiến trường thực sự, dựa vào một binh chủng thay đổi, cục diện chiến tranh là không thể. Nói về năm 2009, súng của Trung Quốc cũng xuất hiện và trang bị cho lực lượng cảnh sát đặc biệt. Nửa đầu súng có thể lắp thêm nhiều loại súng lục khác nhau. Nửa sao có thể nhìn hoạt động thông qua màn hình LCD. Phát minh này đã tăng cường đáng kể an ninh chống khủng bố của thành phố.